thưa quý vị, AFF Cup năm nay gồm 10 quốc gia tham dự được chia thành 2 bảng đấu. Bảng A là bảng đấu bao gồm 5 đội tuyển: Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore và Timor Leste. Bảng B là sự góp mặt của Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Campuchia và Lào. Thái Lan và Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch AFF Cup năm nay khi cùng nằm ở nhóm hạt giống đầu tiên. Sau khi kết thúc lượt trận đầu tiên với một chiến thắng nhẹ nhàng trước đội tuyển Lào, đội tuyển Việt Nam sẽ tạm nghỉ ngơi vài ngày để nhường chỗ cho các đội bóng khác tranh tài. Ở lượt trận thứ 3, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển Malaysia vào ngày 12 tháng 12. Theo thông tin mới nhất từ phía Singapore, họ đã đồng ý cấp thư mời lần thứ 2 cho Lý Công Hoàng Anh và anh có thể tham dự AFF Cup năm 2021. Trước đó thì tiền vệ sinh năm 1999 bị gạch tên vào phút cuối cùng để nhường chỗ cho Đỗ Hùng Dũng. Tuy nhiên vì Hùng Dũng không đủ điều kiện tới Singapore nên cơ hội đã được trao cho Lý Công Hoàng Anh. Với sự có mặt của Lý Công Hoàng Anh, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ dự AFF Cup năm 2021 với 30 cầu thủ. Qua đó có thêm một phương án nữa cho vị trí tiền vệ trung tâm. Đây là tin vui với huấn luyện viên Park Hang-seo khi ông Park Hang-seo có thể cân đối những lựa chọn của mình trong bối cảnh giải đấu diễn ra với mật độ khá dày. Được biết thì Lý Công Hoàng Anh đã được cấp visa vào Singapore. Cầu thủ này đang chờ VFF đặt vé sang bên phía Singapore và sớm nhất chúng ta sẽ biết được trong chiều ngày hôm nay với những thông tin đặc biệt mà huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đang rất ngóng chờ từ quý bạn. Đó là toàn bộ những cái thông tin vui mà chúng tôi nhận được khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo có những cái thông tin cụ thể. Và chắc chắn các cầu thủ với tinh thần ở trận đấu với đội tuyển quốc gia Lào, với niềm tin của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặt đúng chỗ, với những cổ động viên trên sân vận động Busan, người hâm mộ bóng đá Việt Nam tin rằng đó sẽ là động lực mạnh mẽ để giúp cho các cầu thủ của chúng ta phải vượt qua được khó khăn khi chúng ta đã thua tới 6 trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhắc đi lắc lại câu chuyện này để nói rõ rằng đây là một đấu trường hoàn toàn khác so với những gì mà chúng ta đã diễn ra trong 6 tháng vừa qua, thưa quý bạn. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất háo hức để đón chờ những thông tin từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chắc chắn những trận đấu sắp tới sẽ mang lại nhiều cảm xúc hơn. Ngày hôm nay mùng 8 tháng 12 sẽ diễn ra hai trận đấu hấp dẫn ở bảng A. Lịch thi đấu cụ thể như sau. Vào lúc 16:30, Myanmar sẽ chạm trán Đông Timor, trong khi đó chủ nhà Singapore sẽ đụng độ Philippines lúc 19:30 tối cùng ngày. Chia sẻ thêm về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam sau trận thắng nhẹ Lào, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận thông tin không thể tuyệt vời hơn từ VFF. Lực lượng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 sẽ được bổ sung với sự xuất hiện của tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Quãng nghỉ dài hơn giúp đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu được xem là chung kết ở bảng B với đội tuyển Malaysia sắp tới. Chiều qua ngày 7 tháng 12, đội tuyển Việt Nam đã ra sân tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Tất cả các buổi tập của đội tuyển đều diễn ra trên sân Hougang với quỹ thời gian chuẩn bị dài nên chúng ta cũng có những thuận lợi nhất định trong việc hướng tới trận đấu quan trọng này. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia đội tuyển làm hai nhóm khác nhau. Nhóm cầu thủ đá chính ở trận đấu gặp đội tuyển Lào tập thả lỏng và có những bài hồi phục cùng bác sĩ Choi Joo-jung. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tham gia tập luyện với nhóm cầu thủ này. Những cầu thủ không thi đấu hoặc đá dự bị tập luyện chiến thuật cùng với trợ lý Lee Jong-jin. Các cầu thủ này tập luyện với cường độ cao hơn để sẵn sàng cho việc có thể được lựa chọn cho trận đấu với Malaysia. Đội tuyển Việt Nam có quỹ thời gian chuẩn bị 5 ngày cho trận đấu này nên có thể chủ động về việc tập chiến thuật, nghiên cứu đối thủ để lên những phương án tốt nhất cho trận đấu. Ban huấn luyện cũng sẽ dự khán các trận của đội tuyển Malaysia để phân tích kỹ hơn về đối thủ này. Tin vui với đội tuyển Việt Nam sau trận gặp tuyển Lào là không có trường hợp nào chấn thương đáng tiếc. Ngoài tập luyện thì các tuyển thủ Việt Nam tuyệt đối tuân thủ quy định 5K phòng tránh Covid-19. Đội được Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore mang bàn bóng bàn đến tận khách sạn lắp đặt để giải trí lành mạnh. Biết tuyển Việt Nam gặp khó trong chuyện ăn uống, người hâm mộ bóng đá Việt Nam tại Singapore còn nấu ăn mang đến cho đội tuyển bổ sung dinh dưỡng. Thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã giúp đội tuyển Việt Nam tránh khỏi việc lần đầu nhận bàn thua trước Lào sau 21 năm. Anh đã có chia sẻ về tình huống cứu thua của mình. Phút thứ 73, Nguyên Mạnh cản phá thành công pha dứt điểm trong tình huống đối mặt với Binley Catchpole của Lào. Nếu đó không phải là một pha cứu thua tốt đến từ Nguyên Mạnh, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ phải nhận bàn thua đầu tiên kể từ năm 1998 trước Lào. Chia sẻ về tình huống ấy, Nguyên Mạnh nói: "Đó là một tình huống diễn ra rất nhanh, Billy băng xuống và đối mặt với tôi. Tôi đã thấy cậu ấy vung chân và đoán có thể là một pha dứt điểm chìm. Khi đó tôi cố gắng đọc tình huống và phán đoán, nhưng cũng phải thừa nhận tôi cũng đã gặp may khi cản phá được cú sút ấy." Nguyên Mạnh đã giúp cho Việt Nam tránh khỏi một bàn thua lịch sử trước Lào và nếu như trận đấu khép lại với tỷ số 2-1, mọi thứ sẽ rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là dư âm từ phía dưới mộ điệu. Điều đó mở ra cơ hội cho Nguyên Mạnh có thể trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam. Anh nói, khi huấn luyện viên Park Hang-seo nói tôi được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu, thật sự cảm xúc trong tôi rộn ràng. Tôi háo hức muốn được chứng tỏ bản thân mình, đặc biệt tôi muốn lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Tôi tự dặn mình phải thi đấu tốt hơn nữa. Nếu được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội, tôi sẽ chắt chiu để khẳng định lại bản thân.
Đây là lần đầu tiên sau 5 năm Nguyên Mạnh mới thi đấu AFF Cup. Anh chia sẻ, trước đó tôi cũng khá tâm lý, nhưng sau khi được gọi lên đội tuyển Việt Nam, tôi cảm thấy tự tin hơn. Bây giờ tôi rất muốn khẳng định bản thân mình, tôi sẽ quyết tâm thi đấu tốt từng trận một. Tôi cũng xin cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo đã động viên và tin tưởng ở tôi. Tôi sẽ cố gắng tập trung thi đấu để mang lại kết quả tốt cho toàn đội và tìm lại giá trị của bản thân mình. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thu tay chờ ngày quyết đấu. Cả hai đội được đánh giá cao nhất AFF Cup 2020 là Việt Nam và Thái Lan cùng có màn ra quân chưa tương xứng kỳ vọng trước các đối thủ yếu hơn. Trong khi Thái Lan phải chờ sang hiệp 2 mới có thể tìm thấy mảnh lưới của Timor-Leste, đội tuyển Việt Nam mở tỷ số ngay giữa hiệp 1. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ lo lắng hơn là số cơ hội mà các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo tạo ra là không nhiều. Cho đến trước khi Phan Văn Đức nhân đôi cách biệt, Việt Nam có thời điểm lúng túng khi đụng chiếc xe buýt nhiều tầng mà Lào dựng ra. Đúng như tiền đạo Công Phượng thừa nhận sau trận, trận thắng Lào tối 6 tháng 12 chỉ mang ý nghĩa giải tỏa áp lực. Trước một đối thủ thua kém về mọi mặt, 3 điểm và cách biệt 2 bàn không nói lên gì nhiều, cả ở mặt được lẫn chưa được. Hành trình AFF Cup còn rất dài với 7 trận ở trước mắt, vì thế bên cạnh kết quả, yếu tố mà các huấn luyện viên phải toan tính nhiều nhất là thể lực cũng như điểm rơi phong độ của các học trò. Trước Lào, ông Park đã chủ động điều chỉnh tới 5 vị trí nhằm giúp các trụ cột có thời gian nghỉ ngơi. Xét trên quan điểm ấy, nhà cầm quân người Hàn Quốc rõ là hài lòng như phát biểu sau trận. Một điểm nữa cần phải nhắc tới là ông Park thường không có thói quen thắng đậm ở những trận cầu cần tạo ra lợi thế. Tại lượt trận cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019, Việt Nam cần thắng Yemen 3-0 để chắc vé vào vòng 1/8. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ thắng 2 bàn cách biệt. Kết quả chúng ta đã có những giây phút hồi hộp thót tim trước khi nhận tin vui. Điểm lại quá khứ để thấy rằng những gì diễn ra trên sân Busan ngày 6 tháng 12 nằm trong toan tính của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Có một chút lo lắng khi các cầu thủ tấn công chưa tìm được sự liên lạc và nhịp điệu, nhưng chúng ta còn hơn 3 tuần nữa để giải quyết cũng như tính toán đường đi nước bước cụ thể. Xét về lịch thi đấu, không quá khó để nhận ra rằng trận đánh quyết định trong vòng bảng sẽ là cuộc tái ngộ với Malaysia ngày 12 tháng 12. Đương kim vô địch AFF Cup cần 3 điểm để sớm đoạt vé đi tiếp, đồng thời đẩy đối thủ và Indonesia vào trận quyết đấu. Đó mới là lúc khán giả có cái nhìn đúng đắn và toàn diện nhất về khả năng cũng như tham vọng bảo vệ ngôi vương của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Lợi thế của Malaysia sẽ là chiến thắng 3-1 trước Campuchia cũng ở lượt trận ra quân. Dù gặp tổn thất lực lượng, thầy trò Tan Cheng Hoe tỏ rõ sự lấn lướt và chơi trên chân đối phương. Rõ ràng ông Park có lý do để thu tay nhằm tránh việc bị Malaysia nắm quá nhiều thông tin về lực lượng. Tin vui với đội tuyển Việt Nam là nhiều gương mặt như Nguyên Mạnh, Xuân Trường, Tấn Tài, Hồng Duy đã tìm lại sự khẳng định. Hồng Duy, Tấn Tài thực hiện đường kiến tạo cho Công Phượng, Văn Đức lập công, Xuân Trường cũng bớt rụt rè khi được thoải mái cầm bóng nơi tuyến giữa. Tất cả dường như đã sẵn sàng tạo tiền đề cho cuộc tiếp đón người Mã. Tuyển Malaysia loạn ngay sau trận ra quân ở AFF Cup 2020. Theo kênh ESPN châu Á, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe tức giận với hành động của tiền đạo nhập tịch Guilherme de Paula ở trận thắng Campuchia ngày 6 tháng 12. Malaysia có trận ra quân tại AFF Cup năm 2020 gặp Campuchia và giành chiến thắng 3-1. Tuy nhiên, nội bộ tuyển Malaysia đã nổi sóng sau trận thắng này. Nguyên nhân xuất phát từ tiền đạo nhập tịch Guilherme de Paula, trợ giúp 35 tuổi gốc Brazil khát khao ghi bàn để giải tỏa sức ép nhưng không thể một lần xé lưới Campuchia dù Malaysia kiểm soát hoàn toàn thế trận. Nên khi bị huấn luyện viên Tan Cheng Hoe rút ra khỏi sân, Guilherme de Paula đã phản ứng. Chưa hết, tiền đạo nhập tịch này còn khiêu khích một số ít cổ động viên Malaysia trên khán đài sân Busan trước khi vùng vằng ném và đá các chai nước ở dưới sân. Guilherme de Paula sau đó cũng không đi vào khu vực dành cho cầu thủ dự bị mà sau đó đi thẳng vào phòng thay đồ. Sau trận, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã chỉ trích hành động thái quá và không thể hiện sự trưởng thành của Guilherme de Paula để làm gương cho các cầu thủ trẻ khác của tuyển Malaysia. Cổ động viên Malaysia không ấn tượng với Guilherme de Paula bởi hiệu suất ghi bàn quá tệ của tiền đạo 35 tuổi gốc Brazil. Sau 5 trận khoác áo Malaysia, Guilherme de Paula mới chỉ ghi được 1 bàn trong trận thua Việt Nam 1-2 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6 vừa qua. Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe trả lời báo chí Malaysia: "Chắc chắn chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này ở nội bộ. Tôi hiểu Guilherme de Paula thất vọng vì chưa ghi bàn, nhưng cậu ấy là một cầu thủ kỳ cựu, phải có sự trưởng thành để đối phó tình thế và làm gương cho các cầu thủ trẻ."